A Di Đà Phật. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, nếu muốn vãng sinh Tây phương Cực Lạc, chúng con chuyên nhất niệm một câu A Di Đà Phật tốt hơn hay là tụng thêm nhiều bộ kinh thì tốt hơn ạ? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu đem câu hỏi này nói nhiều lần để cho mọi người biết, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rất nhiều lần câu này: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc. Tịnh Độ Tông rất chú trọng về chuyên tu, chuyên một đường mà đi, không đi hai đường thì đường vãng sanh rất mạnh. Nếu muốn vãng sanh Tây phương Cực Lạc mà tụng nhiều kinh, đọc nhiều chú, thực hành nhiều pháp thì biến thành gọi là giác tập. Giác tập là một điều tối kỵ trong ba cái đại tối kỵ của pháp môn niệm Phật. Tối kỵ thứ nhất là nghi ngờ, tối kỵ thứ hai là xen tập, là giác tập, tối kỵ thứ ba là gián đoạn. Thì nếu mà chúng ta không chuyên câu A Di Đà Phật mà hành nhiều pháp thì bị biến vào tình trạng giác tập. Giác tập là một đại tối kỵ nhất. Ngài Mộng Đông Triệt Ngộ thì nói tại vì niềm tin không vững, thành ra đưa đến chỗ vay mượn lung tung. Ngài Đại Thế Chí nói không cần vay mượn bất cứ một pháp phương tiện nào khác, chỉ một câu A Di Đà Phật là thành tựu đạo quả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn cũng nói một đường như vậy mà đi. Ngài Thiên Như nói một câu A Di Đà Phật đại diện cho mười phương chư Phật, đại diện cho mười phương chư Phật, đại diện cho tất cả các pháp Phật. Pháp nào một pháp gọi là nhất giả, nhất thiết giả, một pháp mà tinh thuần đưa mình vãng sanh về Tây phương. Khi vãng sanh về Tây phương rồi thì tất cả các pháp từ trong tâm mình ứng hiện ra. Nếu bây giờ đây mình đi nhiều pháp thì trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là bất định, bất định không thể vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Cho nên mong chư vị nhất định phải đi cho đúng đường thì đường vãng sanh sẽ vững vàng, như những người mà chúng ta đã thấy họ vãng sanh bằng một hình thức là cứ chuyên trì câu A Di Đà Phật mà niệm, ai ai cũng được vãng sanh. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin đại kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ, và cũng xin cảm ơn câu hỏi của bác ạ.